Chỉ với 310 triệu thôi, sở hữu ngay một lô đất sẵn 100 mét vuông thổ cư về cất một căn nhà xinh xinh nghỉ dưỡng giống như hàng xóm của mình đây nha cô chú và anh chị mình ơi. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Em là Bảo Thiện Ngô, đến từ nhà đất Trần Ngô. Dạ thì ngày hôm nay Bảo Thiện em đang có mặt tại ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho cô chú và anh chị một lô đất nền cuối cùng hiện tại trong tất cả những lô ở đây đã có chủ sẵn rồi nha anh chị cô chú mình ơi. Tính từ vị trí này qua tới trụ bên kia nha, sổ hồng riêng sẵn cho mình rồi, ngang 5, dài vào là 34, 100 mét vuông thổ cư với giá chỉ có là 310 triệu thôi ạ. Và đó, trước hết thì Bảo Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình cho cô chú và anh chị mà nắm rõ nha. Và đường của mình anh chị xem nè, đường đá xanh hiển thị nha. Đường này của mình nó thì xe ba gác mình vào thoải mái mình luôn. Dạ, và cái hướng trước mặt màn hình của cô chú và anh chị mình đây, mình cách đường ô tô chỉ qua một cây cầu thôi. À, có một cái view phía trước rất là đẹp luôn. View biệt thự màu hường nha anh chị. Đó, có sẵn một tấm vải che nắng màu hường rất là dễ thương luôn. Dạ, mình cách đường ô tô hiện hữu này chỉ có là một cây cầu thôi anh chị cô chú mình ạ. Dạ, còn cái hướng trước mặt màn hình đây nè, anh chị đi thẳng rẽ trái nha, thì mình sẽ ra với lại là đường tỉnh lộ 876 của mình. Ra tỉnh lộ 876 của mình á, chỉ có tầm khoảng là 1.3 km theo đường xe ba gác này. Và nếu mà anh chị đi đường ô tô bên kia tầm khoảng là 1.5 km nha anh chị cô chú mình ơi. Dạ, vị trí của mình anh chị về với chợ Đông Hòa tầm khoảng là hơn 2 km, còn mình về với ngã ba Đông Hòa ngay quốc lộ 1A của mình á là 3.5 km nha anh chị cô chú mình ạ. Dạ, còn nếu mà anh chị mình về với ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, cũng như là anh chị về với lại là vòng xoay Thân Cửu Nghĩa để dẫn về với lại cao tốc của mình chỉ có là 15 km thôi. Ok ha. Và nếu mình về với bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh của mình là 65 km nha. Dạ, và thứ đất hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho anh chị, Thiện vừa đã chỉ ranh cho mình rồi. Đất của mình thì có bề ngang là 5, chiều sâu vào đó là 34 nha, 100 mét vuông thổ cư. Ưu điểm là đã có sẵn sổ hồng riêng rồi, về là công chứng cầm tay luôn, và chủ sẽ bao hết toàn bộ giấy tờ thuế phí cho anh chị đến khi ra sổ hồng mới luôn nha. À, đất của mình thì đúng là có còn thấp hơn mặt lộ anh chị cô chú mình ơi. Tuy nhiên mình có thể lựa chọn giống như hàng xóm của mình cất nhà thấp thôi, mình làm cái dốc thỏi xuống giống như thế ha, mình vẫn đưa rước xe vào bình thường. À, thì mình vẫn có thể là có một cái thửa đất phía trước là view sông nước nè, có thổ cư nè, rồi có vườn tược xung quanh nữa ha. Thì chỉ với 310 triệu thì thấy là cũng khá là hữu nghị luôn. Mà đây mình còn duy nhất một lô thôi nữa cho cô chú và anh chị mình có thể là về đây nghỉ dưỡng nè, mình để dành tiền ha, mình có thể thưởng được cái không khí miền Tây sông nước chỉ với giá chỉ có là 310 triệu thôi ạ. Phía sau đất của mình cũng đã có sẵn hàng rào rồi, ranh móc thì tứ phía bốn ranh đã cắm sẵn cho anh chị cô chú mình luôn rồi. À, đất mình thì sạch sẽ không mồ mả luôn nha anh chị cô chú mình ơi. Trên đất thì Thiện thấy mình hiện hữu được là có dừa nè, rồi có chuối nè ha. Mấy cây dừa lùn này hồi nó ra trái là cũng nhiều trái lắm luôn á anh chị ạ. À, Thiện sẽ đi tới cái hàng rào của mình chỉ cho anh chị mình xem nha. À, bên hông người ta đang xây nhà nè anh chị ơi, xây nhà gần hoàn thiện luôn rồi đó. À, bên đây mình có dừa quá trời trái luôn nè. Đây anh chị xem dừa của mình nè, trái nhiều ha. Đó, dừa này dừa dâu nha anh chị. Tới lưới hàng rào của mình là hết diện tích rồi nha. Đó, khá là ok luôn. Đất mình thì sạch sẽ không mồ mả. Tuy nhiên thì bên hông của mình đây nè, sau bức tường này anh chị, tầm khoảng hơn 10 mét á, thì mình có mã nha. Đó, tuy nhiên nó cũng không có ảnh hưởng, nó cũng không có đạp về miếng đất của mình, và cũng đã được xây hàng rào cao lên cho cô chú và anh chị mình luôn rồi. Nên Thiện thấy đây là một cái thửa đất mà dân cư xung quanh hiện hữu, điện nước có, phía trước view sông nước, sổ hồng cầm tay, pháp lý rõ ràng. Chỉ với 310 triệu thôi thì rất đáng để cho mình có thể là quan tâm và mình có thể sở hữu được cái thửa đất này nha. Dạ. Rồi đó, toàn bộ thông tin về thửa đất của mình, anh chị quan tâm hãy liên hệ Bảo Thiện hoặc kết nối Zalo nhắn tin cho Bảo Thiện số điện thoại bên dưới màn hình là 0789096379 hoặc anh Đình Khen nha. Dạ, Bảo Thiện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị. Bảo Thiện xin gửi lời chúc may mắn và bình an đến tất cả những ai xem được clip này của Bảo Thiện nha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin cảm ơn, hẹn gặp lại ạ.